Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Xã hội, Bộ Y tế trong việc kịp thời nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chuẩn bị hồ sơ nghiêm túc, đầy đủ đối với những vấn đề rộng và phức tạp của dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi về Điều 24 dự thảo luật giao chính phủ quy định về việc thành lập tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia. Các đại biểu cho rằng quy định như vậy chưa rõ về địa vị pháp lý, trực thuộc ai, quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và y tế như thế nào. Về quy định, giấy phép hành nghề có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp mới, cấp lại, gia hạn và điều chỉnh. Đại biểu đề nghị quy định rõ hơn là mỗi người hành nghề chỉ được cấp một giấy phép hành nghề. Thời hạn có giá trị chỉ có 5 năm, sau đó cấp lại, gia hạn thì cũng là 5 năm. Ngoài ra, đại biểu Quốc hội đề nghị Ủy ban xã hội, Bộ Y tế cũng cần ra lại quy định của dự thảo luật về thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề. Về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, điều 110 dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng làm rõ các yếu tố cấu thành giá khám bệnh chữa bệnh, các chi phí để tính giá thành toàn bộ của dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, căn cứ nguyên tắc thẩm quyền định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh đồng thời giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này và quy định lộ trình trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 phải tính đủ các yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước. Các đại biểu đề nghị chính phủ cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm tính khả thi của quy định này.